Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chủ đề vô cùng tuyệt vời và hấp dẫn mà mình tin chắc rằng được rất là nhiều người quan tâm. Chủ đề hôm nay mình muốn nhắc đến đó chính là những biểu hiện của một kẻ bất tài, vô dụng, không bao giờ làm lên được một chuyện gì ra hồn cả. Và những kẻ này sẽ mãi mãi nghèo và không bao giờ có tiền đồ. Những cái thói quen, như các bạn đã thấy rằng ở ngoài kia có rất là nhiều người trở nên giàu có, thành công, hạnh phúc, thành đạt, đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người nghèo khổ, không tìm ra được cái lối thoát của mình và mãi mãi ở trong cái cảnh như, mãi mãi ở trong một cái hoàn cảnh như thế. Nếu các bạn muốn giàu có thì các bạn phải thay đổi những cái suy nghĩ. Người nghèo chính vì họ có những cái suy nghĩ tiêu cực và những cái thói quen xấu, từ đó sẽ dẫn họ đến nghèo, nghèo kiết xác. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị những cái điều mà những cái biểu hiện của một kẻ bất tài vô dụng không làm nên được chuyện gì cả. Điều đầu tiên đó chính là thiếu quyết đoán và do dự. Như các bạn đã biết rằng trong cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều những cái cơ hội vây quanh, nhưng cơ hội nó đến rất là nhanh và ra đi cũng rất là nhanh. Nếu các bạn không tận dụng được thì cơ hội sẽ tuột mất. Người thành công, người giàu có thì họ luôn tận dụng được những cái cơ hội đó. Nếu tận dụng được triệt để cái cơ hội đó thì tôi tin chắc rằng họ sẽ giàu lên một cách nhanh chóng. Còn không sao, nếu mà bạn không tận dụng được cái cơ hội đó thì cũng có rất là nhiều những cái cơ hội khác đến với cuộc đời của bạn, đúng không ạ? Nhưng rồi những cái cơ hội thứ hai, cơ hội thứ ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân, tất cả những cái cơ hội đấy nó đến nếu mà các bạn không tận dụng được và các bạn cứ bỏ qua hết ngày này hết ngày khác thì cuộc đời của các bạn không bao giờ khá lên được, mãi mãi sống trong cái cảnh nghèo túng, nghèo khổ, đúng không ạ? Đó chính là cái biểu hiện của một người không dám mạo hiểm, không quyết đoán, do dự, vì vậy cuộc sống của họ tẻ nhạt, mãi mãi vì sau mà thôi. Cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ nữa đó chính là cái thói quen trì hoãn. Đó, cái thói quen này cũng cực kỳ là xấu. Nếu các bạn muốn trở lên giàu có thì phải các bạn phải bỏ ngay cái thói quen trì hoãn này đi. Cái kế hoạch thì rất là phong phú nhưng thực hiện lại chẳng được bao nhiêu, đúng không ạ? Nếu mà các bạn đã có một kế hoạch rồi, rõ ràng đã được ghi trên giấy rồi thì các bạn hãy bắt tay vào hành động thực hiện ngay. Từng ngày ban đầu các bạn có thể chưa giỏi, nhưng tôi tin chắc rằng sau một quá trình mà các bạn liên tục làm thì các bạn có thể thay đổi được, bạn nâng cấp được cái việc làm của mình lên ở một tầm cao hơn, đúng không ạ? Không biết bao giờ là mình đây mình chia sẻ như này. Trì hoãn nó giống như là một cái căn bệnh ung thư trên một cái con đường thành công. Đó là một cái đặc điểm chung, một cái đặc điểm vô cùng nguy hiểm cho tất cả những người không có tiền đồ. Họ sẽ mãi mãi nghèo túng, nghèo quẫn, không bao giờ ngóc đầu được lên nổi. Và có rất là nhiều người mà khi thị trường nó xuất hiện một cái sản phẩm nào đó mới, đó thì họ đều ngạc nhiên và cảm thấy rằng họ đã có một cái ý tưởng nảy sinh ở trong đầu họ rồi. Nếu mà bạn nghĩ được thì người khác cũng nghĩ được. Có 100 người định làm nhưng chỉ có 1 hoặc 2 người thực hiện thôi, rất là ít, đúng không ạ? Đấy, điều đấy cho thấy rằng bạn phải quyết tâm làm, có lòng can đảm, bạn phải có lòng quyết tâm. Các bạn không được trì hoãn, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh, các bạn tuyệt đối không được chần chừ mà các bạn phải bắt tay và làm việc ngay. Đấy, đôi khi chỉ chậm một chút thôi, chậm một bước thôi thì các bạn cũng có thể mất sạch tiền tài của cải, hoặc các bạn có thể thua một trận chiến hoặc bỏ lỡ rất là nhiều các cái cơ hội tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng cho các bạn. Cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ ở đây nữa đó chính là các bạn nhiệt huyết chỉ được 3 phút, đúng không ạ? Năng lượng lúc đấy chỉ 3 phút hay là nhiệt huyết được chỉ 5 phút thôi. Cái điều đấy thì tôi tin chắc rằng ai trong cuộc sống cũng có, nhưng tôi khẳng định rằng 90% thất bại của thế giới đều là do bỏ cuộc giữa chừng. Những kẻ
thất bại, những kẻ bất tài, đúng không? Ban đầu thì họ trông có vẻ rất là nhiệt tình, rất là hăng hái, lăng lổ, đấy, tập trung một cách cao độ vào thời gian đầu. Nhưng về sau, khi công việc có vẻ đi xuống một tí thôi, nhưng mà họ đã thấy chán nản và từ đó họ bỏ cuộc. Đó chính là cái biểu hiện của một người thất bại, không làm lên được chuyện lớn. Đó, từ đó có rất là nhiều cái áp lực hoặc phàn nàn, đúng không ạ? Đấy, vì vậy các bạn hãy đừng bao giờ bỏ cuộc vào cái công việc mình đang làm ấy. Thì các bạn, thành công là không bao giờ bỏ cuộc, và bỏ cuộc là không bao giờ thành công, đúng không ạ? Cái điều tiếp theo mà mình muốn chia sẻ nữa đó chính là các bạn tự giam mình ở một chỗ, tự giới hạn cái khả năng của bản thân mình. Đó, tự giới hạn, các bạn tự nghi ngờ chính mình. Đó chính là một cái kẻ thù lớn nhất của thành công. Tất cả những người không có tiền đồ, tất cả những người nghèo đã từng nghĩ rằng một điều như thế này: tôi có thể làm được không, đúng không? Sau một vài lần suy nghĩ về nó thì bạn sẽ nhận được một câu trả lời, đó chính là: thôi, quên đi, bỏ nó đi. Đó chính là biểu hiện của người thất bại, của một người nghèo. Còn những cái người mà họ giàu có, thành công, thành đạt trong cuộc sống, họ lập nghiệp lớn, họ có tiền đồ, thì họ có cái suy nghĩ khác. Suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu của họ sẽ là làm như thế nào để giải quyết cách cái vấn đề này một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, và làm thế nào để họ có thể thành công được. Đấy chính là suy nghĩ của người giàu. Cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người nữa đó chính là các bạn luôn luôn tìm lý do, các bạn luôn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh mà các bạn không tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình. Tôi có lẽ có thể làm được, nhưng mà, đúng không ạ? Nhưng mà tôi sẽ hoàn thành công việc này, nhưng mà, đó, chính cái từ nhưng mà đã khiến cho bạn không thể thành công được. Các bạn lý do này, lý do lọ, đúng không ạ? Đó là một cái cớ cho cái việc trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Xin lỗi, hôm nay tắc đường nên là tôi đến trễ, đúng không ạ? Đấy, tôi đã cố gắng hết sức rồi mà khách hàng vẫn chưa hài lòng, tôi đã cố gắng hết sức rồi mà không thể làm được một cái công việc này. Đó, khi gặp rắc rối thì bạn luôn tìm một cái lý do nào đó để giải thích cho cái lỗi lầm của mình, để giải thích cho công việc của mình không hoàn thành được, để che đậy những cái lỗi lầm đấy, để giảm bớt những cái cảm giác tội lỗi và tìm kiếm cái sự an ủi của bạn, đúng không ạ? Nhưng có một điều như này, bạn nên biết rằng người thua cuộc là người tìm cho mình một cái cớ, tìm cho mình một lý do. Còn người chiến thắng là họ, người chiến thắng là họ sẽ tìm cho mình những cái giải pháp một cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất, đúng không ạ? Đó chính là cái đặc điểm của người thành công và người thất bại. Cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với anh chị nữa đó chính là không chịu học hỏi. Nhiều người nghĩ rằng là mình có bằng này bằng lọ rồi thì không cần học nữa. Mình học cao đẳng ra rồi, mình học đại học hay là mình học tiến sĩ ra rồi thì mình có đủ kiến thức rồi, mình không cần học nữa. Thì các bạn hãy bỏ ngay cái suy nghĩ này đi, bởi vì cái suy nghĩ này sẽ giết chết cái sự phát triển của các bạn. Nếu mà các bạn muốn phát triển, tiếp tục phát triển thì các bạn phải liên tục học hỏi đến cuối đời. Tôi tin chắc rằng các bạn cũng không thể có hết được những cái kiến thức này đâu, đúng không ạ? Vì vậy bạn luôn phải ở trong một cái tinh thần luôn luôn ham học hỏi, không biết thì hỏi, đúng không ạ? Không hỏi thì có thể tra Google hoặc là tất cả những cái kiến thức liên quan, như các bạn đọc sách chẳng hạn, đấy, đó, các bạn tìm kiến thức ở trong đấy. Đó, nếu mà một người mà chấp nhận những cái điều mới và chẳng qua cũng chỉ là một cơ chế có thể biết đi, thì cuối cùng thì sẽ bị cái xã hội loại bỏ mà thôi. Xã hội thay đổi, thế giới cũng thay đổi rất là chóng mạnh, kiến thức của bạn có thể bị cũ đi, các bạn có thể học bù đắp vào những cái kiến thức mới, đúng không ạ? Đấy,
trong thế giới 7 tỷ người này thì có rất là nhiều người luôn luôn sẵn sàng học hỏi những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Đấy, các bạn luôn luôn sẵn sàng được học được những cái kỹ năng, kiến thức ở trong cuộc sống để các bạn có thể có một cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn, đúng không ạ? Đấy, Jack Ma có một câu nói rất nổi tiếng như thế này: trong một cái thời đại hội nhập quốc tế này, bạn chỉ có thể là một chiến binh bất khả chiến bại khi là các bạn không ngừng học hỏi, đúng không? Và các bạn cũng phải có niềm tin vào bản thân của mình, tuyệt đối không được tự tin. Tự ti chính là một cái căn bệnh giết chết con đường dẫn đến thành công của bạn, ngăn cản bạn trở lên giàu có. Vâng, trên đây tôi đã chia sẻ những cái biểu hiện, những cái thói quen của một người bất tài vô dụng, không làm lên nghiệp lớn. Nếu anh chị và các bạn thấy video của tôi hay, hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái biểu tượng chuông bên cạnh, để mỗi lần tôi phát sóng, tôi ra những video mới thì anh chị sẽ là người nhận đầu tiên. Video của tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.